Thưa quý vị, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0912 xin lỗi quý vị 090 1812999 cũng như hộp thư của chương trình, ban biên tập đã nhận được phản ánh của một khán giả sinh sống tại quận Tây Hồ của Hà Nội. Khán giả này cũng đã phản ánh về tình trạng mặc dù dịch COVID-19 đã có những diễn biến hết sức phức tạp, nhưng nhiều người dân tại thủ đô Hà Nội vẫn đổ về phủ Tây Hồ làm lễ cầu an. Cụ thể thì cũng theo khán giả này, vào đầu giờ chiều ngày 19 tháng 8, tức là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, người dân đã nườm nượp đến phủ Tây Hồ làm lễ. Đây cũng là ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách nơi công cộng, tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19. Hầu hết mọi người đến đây cũng đã có ý thức đeo khẩu trang, nhưng du khách quá đông khiến việc giữ khoảng cách 2 mét với những người xung quanh là không thể. Đặc biệt, trong quận Tây Hồ đã có một người mắc COVID-19 được công bố vào sáng ngày 18 tháng 8, gây ra nhiều lo ngại. Trước việc người dân đổ về phủ Tây Hồ càng ngày càng đông, từ 15 giờ chiều, phủ Tây Hồ đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch. Cơ quan chức năng quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này sẽ xem xét tiếp tục đóng cửa phủ Tây Hồ nếu lượng khách đến nơi đây quá đông. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục là một thông tin mà các khán giả đã gửi đến kênh VTC9 của chúng tôi về việc lực lượng chức năng liên tục ra quân nhắc nhở các hàng quán giãn cách để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tuân thủ. Nếu như quý vị đã biết, ngày hôm qua ngày 19 tháng 8 là ngày đầu tiên mà Hà Nội của chúng ta thực hiện giãn cách xã hội tại các tụ điểm hàng quán, thì việc ra quân kiểm tra của lực lượng chức năng cũng mang nhiều ý nghĩa là nhắc nhở hơn là xử phạt các hành vi này. Tại đường làng Yên Phụ, mặt nhìn ra Hồ Tây có rất nhiều quán cà phê vẫn còn mở cửa. Việc kinh doanh ở đây trở nên dè dặt hơn. Khi có khách thì chủ quán mới bày ghế ra, còn các bàn thì cũng được đặt cách nhau khoảng ít nhất là 1 mét. Lực lượng chức năng thì đi kiểm tra, nhắc nhở từng cửa hàng cần tiếp tục tuân thủ nghiêm giãn cách xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình kinh doanh. Những hàng quán nào chưa thực hiện giãn cách sẽ được yêu cầu ký cam kết để làm theo đúng yêu cầu chỉ đạo của thành phố. Những ai ngồi ngoài vỉa hè không đeo khẩu trang cũng sẽ bị xử phạt. Quý vị thân mến, mới đây thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra đề xuất giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn này là 1.430 đồng cho 1 mét khối vào năm 2020, tăng lên là 4.327 đồng 1 mét khối vào năm 2024. Phí thoát nước một phần sẽ được phân bổ để bảo trì, nâng cấp hệ thống thoát nước của toàn thành phố. Bên cạnh các ý kiến đồng tình, thì đề xuất này cũng đang vấp phải một số lo ngại vì người dân sẽ phải trả phí cho một dịch vụ chưa tương xứng. Phóng viên VTC của chúng tôi cũng đã ghi nhận lại ý kiến đến từ các chuyên gia trước đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau mỗi cơn mưa, đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức lại ngập, nhiều đoạn nước chảy xiết. Trong một cuộc họp gần đây, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận hệ thống thoát nước của tuyến đường này đã quá tải. Có bao nhiêu nước ở hai bên đường, ở các mái nhà dân là dồn hết về cái đường Tô Ngọc Vân. Và cái đường Tô Ngọc Vân với cái hiện nay cái hệ thống cống chỉ có hai cái cống 4 tấc thì làm sao chứa nổi cái lượng nước đó, và như thế là nó đã chảy tràn lên mặt đường. Theo thống kê, tổng chi phí cho hoạt động duy tu, bảo trì thoát nước giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hồ Chí Minh ước tính hơn 5.900 tỷ đồng, trong khi tiền thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải chưa đủ bù đắp để thực hiện công tác duy tu hệ thống thoát nước. Theo các chuyên gia, việc xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước là cần thiết, góp phần giảm áp lực ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc xác định thời gian thu, cách tính đơn giá là chưa phù hợp. Thu phí là chủ trương là đúng, nhưng mà cái lượng thu là bao nhiêu thì là phải cân nhắc lại. Thu có cái tiến độ như thế nào cũng phải cân nhắc lại. Giá bao nhiêu thì là vừa cho người tối tiền của người dân, bởi vì người dân, nhất là người nghèo nữa, người ta kiếm đồng bạc rất là khó. Và hết phí này sang phí kia, phí trong phí, đủ các loại phí thì người dân sẽ sống nổi. Nhất là lấy giá sản lấy ra trong cái thời kỳ mà dịch bệnh như thế này thì cái khó khăn người ta lại tăng lên cấp bội. Thu thì dễ, nhưng mà cái cơ chế như thế, thu thế nào để tạo sự đồng thuận, đó là cái thứ nhất. Tức là phải giải thích, phải tính toán, phải có cơ sở, phải tạo được một cái cơ chế quản lý cái
cái nguồn thu này một cách minh bạch để tạo được lòng tin. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu thành phố Hồ Chí Minh thay phí môi trường bằng phí thoát nước thì giá nước sẽ bị tăng lên cao hơn so với mức giá hiện tại. Trong khi đó, tình trạng ngập úng vẫn xảy ra thì phản ứng không đồng thuận từ người dân là điều khó tránh khỏi. Trong 5 năm qua, thành phố đã đầu tư cho hoạt động chống ngập là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng đến nay hiệu quả các dự án vẫn đang còn là một câu hỏi lớn. Và quý vị và các bạn còn có những câu chuyện dân sinh, những câu chuyện đời sống nào quan tâm thì hãy gửi thư về cho chúng tôi thông qua địa chỉ là kênh VTC9 tầng 7 tòa nhà 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc là có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline của chương trình là 0901812999. Quý vị và các bạn hãy gửi thư cũng như là liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp nhận và sẽ có những phản ánh trong các chương trình cà phê ngày mới tiếp theo.